Một bữa tiệc rất là quan trọng. Đây là chúng ta phải làm sao cho nó chỉnh chu, nó đẹp nhất. Ra mắt một vị bố sơ mẹ thương của em nhé. Hiện tại là rất là háo hức và mong chờ buổi tiệc này, không chỉ là ngày hôm nay mà đã mong chờ từ rất rất là lâu rồi. Từ khi cái kế hoạch này của Trang đã lên đưa lên trong group nhóm thì đã cảm thấy vô cùng háo hức rồi ạ. Nhưng mà không nha mọi người, Black vui luôn ạ. Tự làm điểm nhấn mọi người cho đây này đó, gia chủ là một trận. Của con đó, dạ, của con đó là Harry. Nó ăn cơm xong, hiểu không? Nó đút con nó xong rồi nó qua đây đi show nha mọi người. Giới thiệu cô giáo chúng con là cô Nguyễn Trần Hiền Trang.
Cùng với đó là sự tham dự của các anh chị em là nghệ sĩ của thành phố Đà Nẵng. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ Đức Vũ, trưởng đội ca nhà hát Trương Vương. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hoài Ni, nhà hát Trương Vương. Ca sĩ Đức Hạnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ guitar Nhật Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ saxophone Công Khoan. Cuối cùng là sự hiện diện vô cùng dễ thương của tất cả các học viên của Học viện Đào tạo Kỹ năng Biểu diễn Ngôi sao Việt Nam. Và một lần nữa, Thanh Hiền và Phi Hùng xin được chào đón tất cả chúng ta đang đến với bữa tiệc Happy Family ngày hôm nay. Yeah. Ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đang có mặt tại đây, tại May Luxury Villa Đà Nẵng, để cùng với đại gia đình của chúng ta có những giây phút thật là ý nghĩa và đặc biệt nhất. Và thầy Nguyễn Phi Long đã sắp xếp công việc, lên kế hoạch để đưa gia đình mình đi tham quan thành phố Đà Nẵng từ hôm qua cho đến bây giờ rồi, đúng không ạ? Và chắc hẳn là ông bà mình đã có thật nhiều những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và ngay bây giờ chắc hẳn là bố Sơn của chúng ta có rất là nhiều những cảm xúc muốn gửi tới tất cả gia đình mình cũng như tất cả các thành viên đang có mặt ở đây, đúng không ạ? Vâng, chào đón các bố lớn nữa để chào đón sự hiện diện của bố Sơn sẽ cùng lên sân khấu ạ. Đứng ở đây được. Alo. Bây giờ cho chú đứng tại chỗ chú nói thôi. Đầu tiên là chú cũng rất cảm ơn các cháu đã có mặt trong buổi gặp hôm nay. Đây cũng là năm nay cũng 60 mấy tuổi đời rồi. Nhưng mà để có một cái cuộc vui hôm nay thực thụ ra là chú cũng là nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có nhất là các cái đội ngũ trẻ là hôm nay các cái cháu cũng là tài năng của đất nước nay mai thì cũng bữa nay là chú cũng nghe lâu rồi là Long á với Trang sẽ tổ chức cái sinh nhật cho bé là Gia Minh, tức là chú hiện nay là có 2 đứa con nhưng mà giờ chị thì xây dựng gia đình sớm rồi nên cần chỉ có em thôi. Long bây giờ cũng do công tác. Chú là hiện nay là chú ở quê ở trên quê của Quảng Nam Đà Nẵng. Chú là ở trên chỗ Ái Nghĩa Đại Lộc ấy. Này là cũng là không có gì hơn. Rất cảm ơn các cháu đã tổ chức một cái buổi sinh nhật vừa gặp mặt mà cũng là sinh nhật cho bé Gia Minh. Chú không có gì hơn, xin chân thành cảm ơn các cháu nhiều. Và cô chú anh chị chúng ta cùng quý nghệ sĩ sân khấu để cùng chúc mừng sinh nhật cho tin tưởng nhỏ Gia Minh của chúng ta nào. Mời chào các thầy tưởng nhớ được không ạ? Ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vừa có nến, vừa có hoa, vừa có bánh và có cả tình cảm của ông bà, của cha mẹ, của cô chú đã dành cho bé và hy vọng là trong tuổi mới thì bé sẽ ngoan trọng lớn. Sẽ cùng đến với một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là nghi thức nâng ly khai tiệc.
Và chúng con xin được mời gia đình chúng ta hãy cùng rót thật đầy ly thức uống của mình để chúng ta cùng thực hiện nghi thức này, có được không ạ? Rồi. Nào, 1, 2, 3. Thank you.
chỉ còn ngần ngại một giây phút. Vui dữ chưa? Mọi người ơi, vui đến nỗi mà cái bông tai nó rơi luôn là mọi người đủ hiểu rồi mọi người ơi. À, rất là vui. Vui quá vui luôn á. Học viện này sang, sang chứng tâm lý mọi người ạ. À, hôm nay thực sự anh rất là bất ngờ khi mà bước tới cái bữa tiệc ngày hôm nay. À, rất là đẹp, rất là chỉnh chu, mọi người rất là vui. Cảm ơn cậu Long và cô Trang đã tạo cho ba mẹ rất là nhiều kỷ niệm. Hy vọng là sau này gia đình mình mỗi năm sẽ có thật là nhiều dịp được đi chơi cùng với nhau nhiều hơn, lưu giữ thật nhiều là kỷ niệm vui hơn nữa. Cảm ơn cô cậu rất là nhiều. À, nói chung là bất ngờ, thích lắm, rất là thích, giống như mình được dạy ngố vậy. Anh dùng nào là kỷ niệm nghiệp cưới không ơi? 5 năm nữa cơ. Gặp mọi người 5 năm nữa ở Gia Lai nha. Mời nguyên team này lên, lên Gia Lai.